Rồi, hello cả nhà nha. Chúc cả nhà tuần mới sức khỏe và may mắn nha cả nhà. Rồi, hôm nay em lên ít con mới luôn cả nhà. Mới hôm nay lên vài mẫu mới đẹp luôn cả nhà. Nhiều anh em cũng hỏi em bán hàng gì, đồng hồ gì thì em bán hàng chính hãng hết cả nhà, yên tâm sử dụng. Hàng em có bảo hành 1 tháng cho cái nhà sử dụng nha. Cả nhà cứ yên tâm mua đi. Cả nhà thích mẫu nào có thể gửi hình Zalo giúp em nha. Rồi. Đầu tiên em lên luôn nha cả nhà. Đầu tiên em lên chiếc Boy Hot nè. Chiếc Boy Hot này là thương hiệu của Mỹ nha cả nhà. Thương Mỹ là hiệu Hot Boy này, cả nhà search ra là nó thương hiệu của xe mô tô. Y như hãng xe mô tô Harley Davidson vậy, kiểu dáng nó gì vậy. Này thương hiệu của Mỹ. Mà trước em cũng bán cái mẫu này mà nó của là Mini, hãng Mini xe hơi Mini Cooper á. Nó có cái mẫu giống này nè. Mẫu này rất đẹp luôn, gồ rất đẹp. Kính cầu cao nè, tròn cao nè, hot box, đặc biệt chiếc này có đèn nha cả nhà, chiếc này có đèn nè, đó, đèn mặt xanh, mà ở dưới nó lên trong là cái caro, cọc vàng, mà nó có vài vết xước dâm, nếu có nhà thích thì em đánh cho cả nhà, nếu có nhà muốn lấy thì cả nhà em đánh lại kính cho cả nhà, dây vỏ thiết không rỉ, form dày, đúng có logo của nó luôn cả nhà. Dây khóa nguyên rin, có cánh đại chim đại bàng nè, hãng xe nè, rồi đít của nó nè, vỏ thiếp không rỉ, hotpot nè, kháng nước 10 ATM, đít xoay giống nước, kháng nước 10 ATM, mã của nó là BHE8105 chứ nhỉ. Hàng bán là đa số là hàng dòng hàng nhập từ Nhật về như thế nhỉ. Đa số bên Nhật nó tiêu dùng đồng hồ rất là nhiều. Nhiều các hãng nổi tiếng ở Nhật nên gọi đây là dòng hàng nội địa Nhật cũ hết cả nhà, không phải mới. Một số mất một số đồng hồ là đồng hồ tồn kho mới thôi. Còn chiếc này rất đẹp nha cả nhà. Chạy rồi, có mòn cả nhà. Màu đen nó có mòn chỗ này nè, mòn nha. Trong cái chày nó có ba mòn màu á. Của nó được thép hết, được mẹ PVD đen nè, bóng rất là bóng luôn như đá vậy. Đây cho như là tổng thể nó. Đây có vài xước dâm này thôi nha. Còn có mòn chỗ này nè, nó mòn chỗ này nè, bòn bóng luôn chứ không phải là chày nha, mòn thôi. Như cái nhà đeo này ít ai thấy lắm, rất là đẹp. Chạy mấy Nhật đó em chỉ khuyết điểm nó mòn cho nó, mòn chỗ này có nhỉ. Như cái nhà đeo gì không thấy đâu. Trước chiếc này đẹp kem em bán hơn 1 triệu đó. Nên chiếc này em nó mòn này em sẽ bán rẻ cho cả nhà. Cái nhà chày thì cái nhà dặn em đánh bóng là đánh bóng được như hết cả nhà. Chiếc này em chưa vệ sinh luôn, để em coi dây nhiêu. Em đo size nè. Size này là size 42 nha cả nhà, chưa đến nấm. Cái nấm là 45. Size 42. Form dày. Cho nên thích hầm hố. Này thương hiệu của dòng xe nha các nhà. Chiếc này thì dây tay không dài lắm, nó chỉ tầm là 17-18 thôi nha các nhà. Em bao tay có tay 18 thôi. Em đo bên này 17 nè. Được một ngón tay, nó 18 thoải mái nha các nhà. Chỉ em bao 18 thôi. Dây nó 18 thôi. Dây sang 18. Đây, đeo lên tay nè. Rồi chiếc này em để với mình là 880k nha cả nhà. Mã C61. Rồi, em khá đẹp. Chỉ mà mòn này thôi, còn tổng thể rất là đẹp. Form này thương hiệu xe mô tô. Tại Mỹ Nhật. Rồi. Tiếp theo em lên một chiếc thương hiệu của Mỹ. Amber Robbit nè. And fit thì tiếng Anh em cũng chưa dịch, em chưa dịch ra. New York nè, 1892. Thương hiệu này nó như là sản xuất kỷ niệm gì đó, 1892. Kháng nước 5 ATM. Dòng này là kiểu dáng quân đội nha cả nhà. Nên coi dạ quang. Thường dòng dạ quang là full dạ quang. Kim cọc số dạ quang. Đây. Chiếc này kim cọc số dạ quang nha cả nhà. Dòng quân đội. Form này rất thịnh và đẹp luôn.
đúng, có logo của ABF nè. Cái này thép không rỉ, sớm mờ rất đẹp, đeo bền, New York nè, ES 1892, phiên bản kỷ niệm, dây khóa nguyên rin luôn nhớ nhỉ, khóa rin của nó nè. Cái này rất đẹp luôn, này kháng nước 5 ATM, để cho nhà thôi xong thổ sau nè. Amberot fit gì nè, Red US là Mỹ nè, cái gì nè, đề mắt là kỷ niệm cái gì đó 1892, là thông số rất nhiều như vậy. Vỏ thép không rỉ này, vỏ thép không rỉ, kháng nước 5 ATM, đi xoáy trong nước nha, New York nè, 1892 nè, chạy máy Nhật nè, giao ban mua mình nè, loại pin sử dụng là pin SR626 nè, SR626 như này, pin thông rất là thông dụng, rất là dễ thay. Chiếc này được sản xuất tại China, đó, thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại China, chạy máy Nhật như thế này, vỏ thép không rỉ. Chiếc này rất là bền, chắc chắn nha. Dòng này dòng như Seiko thì nó mắc, em mắc. Chiếc này có size mặt là size 39, size thần tài luôn, rất là đẹp, 39. Kẻ núm nó là 42. Đeo lên tay rất đẹp như cái gì. Đây, dòng quân đội, kim cọc số dạ quang, số trò dạ quang, rất là dễ xem giờ luôn. Cái này thì sáng cũng dễ xem giờ luôn. Đó, dây dù, cho anh thích này thích cá tính. Size 39, rất mới nha nha. Kính không vết xước luôn, logo rồi. Chiếc này em để cho nhà mình là 750.000 nha. Mẹ C62, C62 nha. Rồi tiếp theo em lên một chiếc đây, rất đẹp luôn, Everest, thương hiệu này khá nổi tiếng. Nó đem cái vành cọc số này, tính cái 24 giờ rồi những cái thông số gì đó. Mặt nó như là mặt carbon như cái này, đi mặt là mặt carbon, vân carbon, mặt vân carbon, một ô cơ lực cốc 3 giờ, một ô cơ lực cốc 3 giờ. Dây này được phối nhựa nè, nhựa giữa, rất là mới luôn, mới đẹp. Everest này, thương hiệu của Mỹ, em lấy chiếc rồi Everest này nhiều rồi. Đây thông số này, USA của Mỹ nè, kháng nước 10 ATM nha, 100 m, vỏ thép không rỉ, water resistant, kháng nước 100 m, của nó là EVX008 Everest, EVV, dòng này rất đẹp luôn nè. Kính có chày nha cả nhà, kính có xước dâm này, có xước dâm này, vài đường xước dâm này. Nhìn kỹ mới thấy nó xước sơ lắm, nó không có đậm sâu đâu, rồi vết xước dâm như cái nhà đây, còn đâu thì tổng thể đẹp hết cái nhà. Điểm đo size mặt của nó là size 40 nha, cái núm là 42, size 40, dây tay chắc dài, chiếc này tay dài lắm. Ồ, chiếc này tay 20 về vô tư luôn, 16 5 3 ngón nó rộng cái này nè, thì rất dài như thế này, nên thoải mái. Lên tay nè, size 40, rất là dễ đeo. Dòng này kiểu dáng thiết kế quân đội luôn nha, gặp số quân đội, nên tiếp dài quang cho người luôn. Đây, kim cọc số dài quang rất sáng. Này, rất sáng như cả nhà. Chiếc này em để như mình là 850.000, mã C63. Mã C63 như cả nhà, 850.000, mã C63, thương hiệu của Mỹ, chạy máy Nhật.
À, quang kính có chày thì em bớt chỗ nhà 50 ngàn nha, 800 cũng được. Rồi C63. Ờ, dòng thụy sĩ quân đội thôi, em lên luôn. Đây, chiếc này là thụy sĩ quân đội nha cả nhà. Này, full box Swiss Military. Dòng thì này quá nổi tiếng của dòng quân đội thụy sĩ rồi. Swiss Military. Xe này xe to nha, xe nhỏ nữa. Full box. Mặt nó có ô lịch rất đẹp luôn. Góc 3 giờ nè. Cái này có một lồng lồng ở trong nè. Xe 3 lồng luôn. Lồng trong là lồng 24 giờ. Chỉ giờ thời gian sáng tối á. Đây, logo của hãng đây. Thụy Sĩ nha cái nhà. Chuẩn Thụy Sĩ luôn. Chiếc này là size to lắm nha. À, size to, thay to size 43. À, gần 44 nha cái nhà. 43, 5, 44 á. Chiếc này size 44 lận. Cả núm là 47. 44, cả núm 47. Tất cả nguyên rin hết. Rất đẹp nè, dòng quân đội Thụy Sĩ mà. Đội thường 40, 42, cái này 44 luôn. Dành nhau này tay to nè. Đúng logo Thụy Sĩ nè. Chữ thật. Đây có xước lông mèo xíu nè. Rất ít thấy luôn. Lông mèo, nguyên rin. Còn rất là mới luôn. Khó rin luôn cả nhà. Đây, dày ra mới tinh luôn. Chờ nghe coi thông số hết. Đây, nấm nó. Đây, thông số phía sau nha cả nhà. Vỏ thép không rỉ, tất cả là vỏ thép không rỉ. Kháng nước 10 ATM, 100m. Swiss made sản xuất tại Nhật, Thụy Sĩ luôn. Swiss Military Hanoa. Chuyên dòng quân đội như thế này. Dây khóa nguyên riêng. Dây này thì có người ta có đeo. Nó bị thâm vô thôi. Còn đâu ở ngoài rất là mới nha. Chắc anh này dùng tay mồ hôi nhiều quá này, nó thấm vô thôi. Nó thâm ở trong. Còn chiếc này rất mới nè. Chữ nè. Đầy đủ nguyên rin nha cả nhà. Đây, logo đầy đủ. Logo dây này dập luôn nè. Rất là đẹp. Nhìn lên tay size 44 nha. Chỗ này tay to. Tay em thì nhỏ rồi. Rồi, rất đẹp. Thụy Sĩ, chuẩn của Thụy Sĩ quân đội. Kim cọc dạ quang sao? Đây, kim cọc nó dạ quang. Kim cọc như cọc nhỏ này dạ quang nè. Cái bộ kim nhỏ quang nhỏ nè. Còn bình thường là ban ngày hay ban tối thì cọc xé này sẽ bắt sáng rất là tốt, đẹp luôn. Size 44 như cái nhà. Rồi chiếc này em để trước nhà mình là 1,7 triệu nha. Mẹ C65, 1,7 triệu. Mẹ C65. Full box. Một triệu bảy full box. C65. Rồi tiếp thêm là một chiếc. Chiếc này rất là động nữa. Rất là ít luôn. Này thương hiệu của Ý nè. Ý thiết kế và Nhật sản xuất. Thương hiệu Ý. Ý thì cả nhà biết rồi. Những cái mẫu đồng hồ nó là thiết kế rất đẹp. Cả nhà đa số rất ít nha. Này, có khắc hoa văn họa tiết nè. Gọi là xăm chỗ. Khắc hoa văn họa tiết. Vỏ thiếp không rỉ. Hoa văn họa tiết. Chiếc tăng rất là độc và hiếm luôn. Đúng đến đá đen. Đá xanh đen. Họa tiết rất đẹp. Mặt nó vân rất đẹp nha. Cả nhà xem mặt nè. Arino nè. Kim cọc số bắt sáng rất đẹp. Kim rương rốn nữa. Kim rốn nữa. Độ mới là hoàn hảo luôn. Tem đít còn luôn đó nha. Italia nè. Design này, thiết kế của Ý thiết kế nè. Nhật sản xuất nè. Mã nó E418M.
vỏ thép không rỉ. Đây, khó rin của nó, khó bướm luôn, rất là dễ đeo luôn cả nhà. Khó rin luôn cả nhà. Dây thì em thay mới rồi. Dây nó bị hư một trong, em thay mới với màu xanh nha. Dây da bò dập vân cái 6, y như dây rin của nó. Y như dây rin của nó luôn. Dây thì sai cái nhà bật đây nè, có nó có hay lắm. Khó bướm cái nhà kéo đây nè. Kéo ra vô. Nó tăng dễ mà kéo đi ra. Xong cây nhìn khó vô đây nè, nhấn vô đây. Đó, nhấn vô cái lỗ này. Cái nhà đeo sai nhiều nhấn vô. Đừng kéo tới đây nè. Rồi, nhấn vô, không đeo thôi. Rất đẹp luôn. Chiếc này rất hiếm nha cả nhà. Form này tăng này quá đẹp luôn. Tăng này có mặt size là size 31. Càng núm nó là 33 năm. Càng của nó là càng càng 46. Độ dày của nó là 1 ly nha cả nhà. Độ dày nó nhỏ nhưng mà size ngang thì 31. Chiếc này tương đương phải 40 tròn, hơn 40 tròn nha cả nhà. Dày 1 ly. Đây, đeo vô rất đẹp. Cái dây này dây cũng không có, nó có đai nữa, nhưng mà cái nhà đeo dây rin nó không có đai này, cái nhà cắt ra luôn thì đeo nó trơn tru đẹp luôn. Nó sang trọng và đẹp, thương hiệu quý. Hôm nay đang tăng rất độc nha cái nhà, hiếm nữa. Chiếc này phù hợp các loại cổ tay luôn. Size này là to nha. Rồi, chiếc này em để cho nhà mình là 1,5 triệu nha. Mã C64. Mã C64. Rồi, em có làm thêm chiếc quýt nè. Em thì quýt nhiều lắm, nhưng mà quýt này rất đẹp, em lên nha. Chiếc này quýt của Liên Xô nha cả nhà. Discovery ngay đây là khám phá, ngày khám phá. Này có logo chiếc tàu, tàu thuyền gọi là thuận buồm xuôi gió như thế này. Đây, sau nó có hình một bé tước vậy nè. Nêu rồi. Không biết là nhân vật này nhân vật nào thì không rõ lắm. Nè, cũng Liên Xô như thế này. Đây, hoa văn họa tiết rất đẹp. Đang chạy hoạt động đúng giờ luôn nha. Moniza vậy nè, Moniza. Made in USR là của liên bang Xô Viết xưa như thế này. Chất liệu này không biết chất liệu gì. Để cho những nhà xe máy. Nghe ngủ. Còn máy đây hoạt động bình thường. Máy của nó, mẹ của máy là 3602 như thế nhỉ. Quýt thương hiệu nghe Liên Xô. Máy móc còn rất là mới, đẹp luôn. Rồi, chiếc quýt này cũng khá đẹp. Thiếm như thế này. Rồi, cái nhà thích chiếc quýt này nên để giấy như mình là 900 nha. Mẹ 900. Chiếc quýt này 900. Liên Xô. Rồi, rất đẹp luôn. Rồi, tiếp đến em lên chiếc Folly Fly nha. Chiếc này thương hiệu khá nổi tiếng ở Nhật. Mà bán đồ cũng bán cũng rất là mắc. Chất liệu nó là bằng thép hết. Để số từ cái nhà để đính đá nhiều là vỏ xi, vỏ đồ này vỏ đính thép hết như nhỉ. Dây khó nguyên rin luôn. Này Folly nè, model đó nè. Vỏ thép không rỉ nè. Folly. Thương hiệu khá mắc, đắt đỏ ở Nhật Bản. Đính full đá bên này, có một viên đá bị đen này. Rồi. Chất
Size này là thích đáng nha. Mẫu này mẫu của nam nha, size to. Size tầm 41 luôn. Là size nam chứ không phải size nữ nha. Chiếc này của nam. Đây chính điện ở đây có một vết chạy dâm. Cả nhà lúc mua cả nhà có thể nói em để em đánh lại cho nó hết chạy nha cả nhà. Là bây giờ cũng bận không có đi spa được. Đó, cái này một ô có lực có 4.5 kim, bộ kim dạ quang đó. Có 8 cọc số đến đá. Không biết rõ đá này phải kim cương không, em chưa nói, có thể là kim cương đó nha, mình cho là đá đi. Rồi size 41 polyfolie đến phun đá cho nhà anh em mà thích đá thì đeo đá nha. Em cũng thích đá nhưng mà đá nó hơi nhiều. Đây khá đẹp, khá là sang. Ở nhà ra tiệm bạc á, ở nhà thay viên đá nè, còn không thì em thay bán chịu được, vài bữa em cũng thay sẽ bán tiếp. Đây chiếc này em để cho nhà 7.5 nha, chiếc này chạy máy Nhật nha, nhà xe 66 7.5 polyfolie phun đá. Rồi hôm nay em lên nhiêu đây nha cả nhà, hẹn nhà video sau. Cả nhà thích chiếc nào cứ hình Zalo cho em nha, hàng bán ra được bảo hành 1 tháng. Cọc em chuyển khoản, cọc em đi hàng, chuyển khoản hết em bao ship nha cả nhà. Rồi hẹn nhà video sau, bye cả nhà.